cô là học sinh ở đây thì cô thấy con đường này như bao nhiêu con đường khác. Nhưng mà khi cô thấy nó có một cái gì người ta tu sửa nhiều hơn này, làm cho nó đẹp hơn này, những cái này toàn là những cái hình ảnh của thủ đô Hà Nội và những cái hình ảnh này đã được đi vào sử sách. Cho nên là bọn cô cũng rất là thích, đôi khi cũng muốn tìm lại tuổi thơ, chụp ảnh lại với kỷ niệm. Em thích những cái bức tranh như thế này hơn là bức tranh mới. Những bức tranh này giúp em hiểu biết hơn về lịch sử Hà Nội, em yêu trường mình hơn. Nếu mà vẽ lại những bức tranh hiện đại và theo thời bây giờ thì nó sẽ không tôn lên sự cổ kính của trường. Được biết, dự án tranh bích họa sinh động này được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng. Thay vì các hoạt động như mọi năm, nhà trường phối hợp cùng hội cựu học sinh đã quyết định biến bức tường rào bao quanh trường trên mặt con phố cùng tên thành một con đường tranh, khiến bất cứ ai đi qua cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Kỷ niệm 45 năm thành lập trường, với mong muốn và nguyện vọng của ban giám hiệu nhà trường cũng như các thế hệ học sinh là muốn thay đổi diện mạo tường rào của trường Phan Đình Phùng đang rêu phong cũ kỹ bằng những hình ảnh Hà Nội xưa và bằng hình ảnh của trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, với mục đích như mong muốn là đây là những cái bài học trực tiếp và một cái cảnh trực quan để các em thấy yêu quý Hà Nội hơn, Hà Nội xưa hơn. Trong 28 bức tranh vẽ lên tường của ngôi trường này, có 3 bức về trường Phan Đình Phùng, 25 bức còn lại về Thăng Long Hà Nội xưa. Chủ nhân của chúng là 4 họa sĩ tâm huyết và cũng là cựu học sinh của trường Phan Đình Phùng. Tôi rất là vui vì mình trở lại trường cũ thì làm đẹp thêm cho một cái con phố thân thương. Tôi muốn là đưa những cái tư liệu quý như thế ra để những người dân bạn bè khắp nơi đến thì để hiểu hơn những cái sự tích, những câu chuyện hoặc những hình ảnh đẹp về Hà Nội xưa. Những bức tranh tường sống động như một câu chuyện lịch sử của Hà Nội, từ những gam màu nâu sậm của những ngày tháng xưa cũ chuyển sáng dần theo sự phát triển của đất nước và cuối cùng là những gam màu tươi sáng của cuộc sống hiện đại. Con đường bích họa hoàn thành đúng lúc Hà Nội vào thu, góp phần tạo ra một nét đẹp lãng mạn mới tô điểm thêm cho thành phố.